Mấy thằng hay đi cà phê sạc điện thoại kiểu chuyện là bạn đi cà phê mà điện thoại hết pin cần sạc, nhưng khổ nổi nơi cắm điện không gần bàn hoặc không có điểm tựa để đặt chiếc điện thoại khi sạc. Hãy áp dụng ngay mẹo chống chế tạm thời sau đây. Ta dùng chính phần cắp sạc để làm giá treo bằng cách quấn dây một vòng qua chiếc điện thoại, sau đó vắt nó lên phần phích cắm như thế này. Chỉnh cho nó cân bằng xíu là xong rồi, đảm bảo điện thoại sẽ không rơi lúc sạc. Tuy nhiên cách này chỉ nên là trong tình huống bất đắc dĩ thôi nhé, lạm dụng nó sẽ nhanh hỏng cốc sạc hoặc ổ cắm đó. Theo dõi mẹo để biết thêm nhiều mẹo hay nè. Yes!